chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của kênh công nghệ truyền thông Dios.vn. Hôm nay với Dios.vn bên em nhận được gói thi công lắp đặt, cung cấp dịch vụ camera lắp đặt, báo động cảnh báo, modem wifi cho hệ thống cửa hàng Shop Đan, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chị nhé. Em sẽ quay sơ bộ một vòng các thiết bị vị trí camera mà em cần lắp ở đây. Đây là một vị trí camera này. Và đây là một vị trí tiếp theo. Em sẽ dẫn anh chị tham quan một vòng cho cái mô hình văn phòng chi nhánh showroom này như thế nào nhé. Thì công trình này sử dụng tổng cộng là 8 mắt camera, trong đó bao gồm 6 mắt camera trong nhà và 2 mắt camera ngoài trời OLED chống nước IP67 đây chị nhé. Đây là camera ngoài trời đây, kiểu dáng OLED ngoài trời, vỏ nhựa ABS, cái chống nước, chống chịu mưa nắng ngoài trời IP67 anh chị nhé. Camera trong nhà, mẫu này thì không xoay chị nhé. Các mẫu này để cho hình ảnh là Full HD, rất là siêu nét, sắc nét anh chị ạ. Bên em còn nhận hỗ trợ cung cấp và lắp đặt các dịch vụ cảm biến thông ngoại nữa nhé. Mặt kỹ thuật đang lắp vị trí thiết bị ở đây, anh chị có thể thấy nhé. Nhân viên kỹ thuật bên em thì được đào tạo qua các trường lớp bài bản rồi, có nhiều năm lắp đặt trong nghề, anh chị có thể tin tưởng nhé. Đó ạ. Camera này đều sử dụng kết nối đầu ghi hình theo dạng kết nối là camera IP anh chị nhá. Đây ạ. Chân này, một công tắc chân wifi mà cổng mạng LAN này, cổng nguồn này. Và các đây đều là các camera chuyên dụng dành cho các khối văn phòng, công ty, showroom hiện tại. Đều rất phù hợp anh chị nhá. Anh chị nào ở trong khu vực huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hoặc các tỉnh thành lân cận thì vui lòng liên hệ qua bên em qua hotline Zalo 0858218333. Nhân viên hỗ trợ anh chị 24/7 nhé. Đây là ngày làm việc thứ hai của đội ngũ kỹ thuật Dios.vn tại công trình Shop Đan, huyện Hậu, tỉnh Nam Định. Công trình này sử dụng gói camera an ninh, hệ thống IP, PoE kết nối với đầu ghi hình, các thiết bị báo cháy, báo động anh chị nhé. Em sẽ dẫn quý anh chị và các bạn tham quan một vòng các thiết bị sử dụng công trình này như thế nào cho cụ thể anh chị nhé. Đây là camera an ninh giám sát kiểu dáng đôm, thiết kế âm trần, quay đêm hồng ngoại, có tầm nhìn xa 50m, thu âm thu tiếng rõ nét anh chị nhé. Hình ảnh cho chế độ là Full HD rất là sắc nét. Tiếp theo đó là hai gắt camera ngoài trời kiểu dáng bullet. Đây là camera ngoài trời bullet có tiêu chuẩn chống nước IP67, chống nước, chống bụi bẩn anh chị nhá. Thiết kế bằng vỏ loại kim loại rất là chắc chắn, dáng bullet, quay đêm hồng ngoại, có tầm nhìn xa 5m. Các camera này đều có gắn mic thu âm thu tiếng đều rõ nét anh chị nhá. Hình ảnh thì Full HD sắc nét. Đây là các thiết bị báo động báo cháy mà Dios thi công cho Shop Đan Hải Hậu. Tất cả các camera an ninh, hệ thống IP, PoE, các thiết bị này sẽ được kết nối với đầu ghi hình. Các thiết bị đầu ghi, hộp chia mạng sẽ được đặt trong tủ mạng. Công trình này có sử dụng thêm bộ lưu trữ điện, cấp đủ cho 8 mắt camera, một đầu ghi, một hộp chia mạng phòng cho những trường hợp bất điện. Các bác có thể thấy trên hình đấy, tủ rất là chắc chắn, ngăn nắp. Kế bên là tủ điện hệ thống báo động, báo cháy, kết nối với các thiết bị báo động, báo cháy được đặt bên trong này. Rất là gọn gàng, mối nối đi rất là tỉ mỉ. Các bạn kỹ thuật bên em thì được học qua các trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nên các bác quý anh chị và các bạn có thể yên tâm trong việc lắp đặt. Trên đây là tất cả các mẫu camera an ninh, hệ thống IP, PoE, thiết bị báo động, báo cháy mà Dios.vn cung cấp thi công. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua sắm và lắp đặt thì xin liên hệ qua hotline Zalo 0858218333 và truy cập vào ngay website Dios.vn để lựa những cái sản phẩm, các thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện máy, khóa cửa vân tay thông minh AI, công tắc điện thông minh. Nhân viên sẽ hỗ trợ anh chị, quý anh chị và các bạn 24/7. Chỉ có những cái thắc mắc nào hãy comment, để lại số điện thoại ở dưới video này, nhân viên bên em sẽ tư vấn tỉ mỉ cho anh chị nhé. Để lại một like, một share, một đăng ký kênh YouTube Dios.vn điện tử thông minh Việt Nam, cũng như bấm chuông theo dõi để nhận những thông báo những video mới nhất từ bên em. Xin cảm ơn anh chị.